Chào buổi sáng cô chú anh chị, hằng sáng nay hai mẹ con đi học nè mọi người. Kim bưng cái cây lá phong của Kim lên đây luôn rồi. Nhà Kim có 4 cây lá phong nè cô chú anh chị. Ơi. Ừ, chị chào mọi cô chú ơi. Chị. Đây sáng nay người ta đã đổ rác xong rồi cô chú anh chị. Đi chị. Mà giờ gấp đi rồi chưa có dọn nữa. Để đi. Chút nữa về dọn luôn. Chút nữa là cũng xế chiều đó mọi người. Giờ đưa Chi đi học xong Kim sẽ đi làm luôn cô chú anh chị. Cho nên là Kim đi xe bus. Nếu như mà không có đi làm thì chở Chi đi bằng xe đạp. Tại hôm nay trời cũng ấm nè cô chú anh chị. Sáng ra cũng được 11, 12 độ gì đó. Đây là con đường đi học của hai mẹ con Kim mỗi ngày nè cô chú anh chị. Có nguyên một cái đàn bồ câu luôn kìa mọi người. Ở đây mỗi ngày đi học là được nghe tiếng chim hót nè. Rồi có nhiều cái con sóc nó chạy nó kiếm đồ ăn đó cô chú anh chị. Rất là thân thiện với thiên nhiên, gần gũi thiên nhiên đó mọi người. Sau cái chuyến mà đi về Việt Nam hôm bữa đó là cũng có rất là nhiều cô chú anh chị hỏi Kim là sao mà đi không có thấy mẹ tiễn đó, hoặc là mẹ em đâu mà không thấy, là mẹ Kim đã mất hơn 8 năm rồi hả cô chú anh chị. Cho nên mà bây giờ mỗi lần đi về đó không có mẹ cũng rất là buồn mọi người. Bình nước của mẹ nè, Kim có làm một cái bình trà sữa. Đừng mở ra con. Nóng lắm á. Tony cũng không có dịp để gặp mẹ Kim nữa, tại vì Kim quen Tony là sau khi mẹ Kim mất hả cô chú anh chị. Để đưa cho Chi đi học xong rồi cô chú anh chị, bây giờ Kim sẽ đi làm hả mọi người. Từ chỗ trường Chi mà đi đến chỗ làm thì chỉ có một chuyến xe bus thôi cô chú anh chị. Mặc dù cái con đường này Kim đi nhiều lần cô chú anh chị, nhưng mà mỗi một lần đi Kim rất là thích ngắm nhà cửa mọi người. Kim không hiểu sao Kim rất là thích ngắm nhà cửa đường phố ở Anh này cô chú anh chị. Chắc có lẽ là nhà cửa khác ở Việt Nam á, những cái gì nó lạ lạ là mình thích ngắm hả mọi người. Ở đây á, ở Anh thì đường phố nó nhỏ hả cô chú anh chị. Có nhiều cô chú anh chị là so sánh Anh và Mỹ thì nói là ở Anh là đường phố nhỏ hơn ở Mỹ này nọ, nhưng mà cho nên là trong video trước Kim mới hỏi mọi người đó là thấy ở Mỹ và ở Anh có gì khác nhau không đó. Kim định là nói trong video này nhưng mà thôi mọi người, nhiều khi á là nói xong cái đụng chạm tới nhiều người cho nên là Kim muốn nói. Nhưng mà thật ra Kim thấy á, đường phố Anh đúng là nhỏ thật cô chú anh chị. Lý do là tại sao mọi người so sánh đường phố nhưng mà không có nhớ là ở Anh á, diện tích ở Anh thì nhỏ, còn diện tích ở Mỹ thì quá rộng lớn cô chú anh chị. Nếu mà ở Anh là mà làm đường phố rộng lớn như vậy thì đất đâu mà làm hả mọi người. Thêm một phần nữa là dân số ở Anh cũng rất là thấp hả cô chú anh chị, thấp hơn Việt Nam nữa. Nói chung là mọi sự so sánh đều khập khiễng, Kim cũng không có muốn nói nhiều nữa. Lắm, mọi người. Bữa trưa thì mới đông chứ đây sáng nó vẫn còn vắng. Thấy nắng như vậy hả cô chú anh chị, nhưng mà chỉ mới có 8 giờ mấy thôi mọi người. Ở đây mấy anh này đi xe đạp giao hàng, giao thức ăn nhanh. Ở bên này thường người ta giao đồ ăn á, nó đi bằng xe đạp hay là xe đạp điện. Nhiều khi đi xe máy điện nữa đó cô chú anh chị, đi xe máy nhanh hơn. Ngày thứ sáu thì Kim chỉ làm đến 2 giờ rưỡi chiều thôi cô chú anh chị, xong rồi về đón Chi, cho Chi ăn uống thay đồ, xong rồi lại là đi học gymnastics. Chi có gymnastics vào buổi tối thứ sáu hả cô chú anh chị. Hai mẹ con, ba mà không có nhà là hai mẹ con đi học bằng taxi mọi người. Tại vì Kim cũng có cô chú anh chị hỏi Kim là Kim đã có bằng lái xe chưa, đó là Kim chưa hả cô chú anh chị, Kim vẫn chưa có học luôn. Tại vì Kim vẫn còn sợ đó, chưa có tự tin mà để học. Kim nói là cố gắng nhưng mà vẫn chưa có dám mọi người. Ba Chi vừa từ sân bay về nè cô chú anh chị, ghé đây xong rồi một chút chở hai mẹ con về luôn mọi người. Chào công bà, công chú đi học. Đây nè cô chú anh chị, nhìn xem hôm nay ba Chi đi công tác về có quà gì hả mọi người. Có một giỏ quà đây, giống như là một cái cuốn sách, cuốn tập. Cái này giống như để khui bia nè cô chú anh chị, cái nón như cái nón bảo hiểm nè, đồ khui bia hả mọi người. Đây là kẹo nó mềm. Cái kẹo này giống như là cái trong đây có đậu nè cô chú anh chị, hạt dẻ đó mọi người.
Cái này ăn chắc cũng ngon lắm nè cô chú anh chị, Kim chưa có ăn bao giờ mà thấy cũng ngon nè. Hai hộp kẹo luôn mọi người. Hôm nay là Kim thấy hai loại khác nhau nè cô chú anh chị. Hai hộp kẹo đó chụp hình gửi bà nội Chi xem nội Chi có thích ăn không, sẽ gửi cho nội Chi. Ôi cái này cái gì mà nó đổ tùm lum hết trơn nè. Hôm nay còn nữa, bánh kẹo nhiều lắm bà cô chú ơi. Đó rồi đó, là cái giỏ. Cái này chắc là chồng Kim được cái công ty này tặng quá nè. Chắc công ty này là bán đồ bảo hộ lao động nè cô chú anh chị. Có mũ lao động nè. Để là an toàn là trên hết nè. Chắc cái thương hiệu này nè. Chắc là đi gặp khách hàng đó đó cho nên được khách hàng tặng. Đây có cái viết cũng nhãn hiệu đó luôn mọi người. Nè. Cái cuốn tập, cái cuốn tập với lại cái nón này nè, cũng là cùng một hiệu luôn. Cái gói này để ăn cái gì không biết nữa. Có cái bánh gì. Đây nè cô chú anh chị. Để em ăn thử ha. Này như là hạt dẻ hả cô chú anh chị. Ở phía ngoài, ở phía ngoài người ta có làm một cái lớp đường nè, nước đường nè mọi người. Ngon. Không ngọt lắm cô chú anh chị, mà có cái lớp đậu nè, ăn bé bé bùi bùi ngon. Cái kẹo này cũng giống như trong đây luôn nè cô chú anh chị, cũng giống như cái này luôn nè, mà này ta để hộp giống như là một loại kẹo dẻo á mọi người. Đây nè, rất là mềm cô chú anh chị, trong đây cũng có hạt dẻ nữa, mềm mềm dẻo dẻo mà thơm lắm cô chú anh chị, có mùi có hạt dẻ giòn giòn thơm, không quá ngọt hả mọi người, rất là vừa ăn luôn. Hello chị. Chị nói đi. Xin chào các bạn chú. Chị mệt chưa? Chuẩn bị đi ngủ ha. Chị đi học gymnastics giờ rồi nè ông bà cô chú ơi. Ăn uống xong luôn rồi mọi người. Ba Chi bây giờ mới có hơn 8 giờ. Ngủ gục rồi cô chú anh chị. Ảnh nói là ảnh mệt quá, chắc là do đi công tác nhiều đó mọi người, đi máy bay nhiều đó. Mệt quá mọi người. Xong rồi bây giờ Kim kêu đi ngủ đi, mà muốn xem cái phim này mà nằm ngủ luôn rồi. Giờ chắc đi ngủ luôn á cô chú anh chị, đi ngủ sớm luôn. Honey. Honey. Go bed then. Kêu ba dậy chi. Honey. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video nha. Kim tạm dừng video ngày hôm nay hơi ngắn hơn mọi người, không có nội dung gì nhiều. Cho Chi đi ngủ nè, với lại ba Chi cũng đi nghỉ ngơi luôn mọi người. Hello Chi. Đi học. Hello Honey. Xin chào con bà cô chú Chi đi học. Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay là thứ bảy rồi mọi người. Sáng nay Tony đang chở Kim đi làm ha. Xong rồi cái Tony sẽ đi siêu thị mua đồ ăn rồi chở Chi đi học múa. Thì Chi học múa đến 1 giờ chiều mới về cô chú anh chị. Chi có hai lớp múa lần. Xong rồi sau đó hôm nay hai cha con sẽ tự chơi tự làm cái gì đó nguyên một ngày. Kim đi làm tới 5 giờ mấy 6 giờ Kim mới về mọi người. Mẹ ơi đi làm, Chi đi học. Mẹ ơi đi làm. Ô, hôm nay biết đi làm luôn. Một tuần Kim chỉ làm có ngày thứ 6 và thứ 7 thôi cô chú anh chị. Mẹ ơi đi học. Tại vì cái shop người ta có đủ thợ rồi đó. Ta chỉ cần mình phụ hai ngày thứ 6 và thứ 7 thôi. Mà muốn đi làm được ngày thứ 7 là cũng đã trải qua mấy trận cãi nhau với Tony đó cô chú anh chị. Tại vì anh nói là anh đi công tác suốt nguyên một tuần, thứ tối thứ 6 mới về. Mà thứ 7 chủ nhật Kim còn đi làm nữa. Ảnh ở nhà có một mình vậy. Anh buồn cho nên là Kim cũng nói dữ lắm luôn. Cuối cùng Kim mới được đi làm ngày thứ 7 đó cô chú anh chị. Bye bye girl and boy. Kim tới chợ rồi cô chú anh chị. Ây da. Chị cười gì vậy? Bye honey.
Trời ơi, cái áo khoác gì mà quá trời trên xe vậy chi? Hồi nó đi về đem vô hết nha. Chụt mẹ. Bye bye bà cô chú ơi. Bye bye. Chị bữa nay ngoan đi học múa giỏi nha. Dạ mẹ ơi. Chị về mới gặp chị. Okay. Bye. Hello em. Hello honey. Xin chào công bạc câu chuyện đi học. Chị. Xin chào công bạc cô chú. Đi học. Chị nhà vui không? Có. Chị đi đâu? Đi học. Đi công viên hả? Có. Không, she said. She said she want rice. She want rice. Chị muốn ăn cơm hả? No, just make two. Quay lại hết một ngày mà cô chú ơi, hôm nay thứ bảy. We're going to get fish and chips with dinner. Yeah. You want fish and chips? Uh-huh. Okay, let's go. Ăn. Thứ bảy bây giờ là 5:45 chiều hả cô chú anh chị? What's the word for fish? Cá. Ăn cá. Ăn cá. Ăn cá. Cá. Ăn cá. Chị nói cá đi. Cá. Đúng rồi. Giờ chị muốn ăn fish and chip là một cái món ăn cũng cá. Giống ăn như cá là or gà. Truyền thống nổi tiếng Anh hả cô chú anh chị là khoai tây với lại cá lăn bột chiên đó mọi người. Now tomorrow. This is that Rainhill Hall Fair, remember? Remember I told you? No. I'll show you a little fair. Đây giống như là một cái cửa hàng đồ ăn nhanh hả cô chú anh chị? Người ta bán đồ ăn cho mình mang về đó mọi người, chứ không có ngồi lại cô chú anh chị. Ở bên Anh thì thường là Kim thấy, Kim không biết là những gia đình khác thì sao hả mọi người, mà Kim thấy gia đình Kim là cuối tuần Tony không thích nấu ăn cô chú anh chị, thích đi ra ngoài mua đồ ăn như vậy đó, hoặc là đi ra ngoài ăn, chứ ảnh không thích nấu ăn. Anh nói là cuối tuần là cái thời gian nghỉ ngơi, mà bà ra nấu ăn dọn dẹp cái rất là cực mọi người. Kim thì thường Kim thích nấu ăn, nhưng mà ảnh nói thôi cho Kim nghỉ ngơi, không có cho nấu cô chú anh chị. Cái thức ăn nhanh đây nè cô chú anh chị, mình mua cũng không có đắt nữa mọi người, nhưng mà giống như thỉnh thoảng ăn thôi, chứ ăn hoài thì Kim thấy, Kim nghĩ chắc nó cũng không có tốt, tại vì người ta chiên dầu mỡ đó, không biết là dầu người ta sử dụng bao nhiêu lần thì mình cũng đâu có biết được hết cô chú anh chị. Bây giờ tới nhà rồi hả cô chú anh chị, mỗi lần mà đi ra đi vô là cứ ngắm cái bụi hoa này nè, cái chậu hoa một màu hồng xinh xắn. Mới đây mà nó nở thành làng hết rồi ông bà cô chú ơi. Không biết nó còn cái đợt nhị nào nữa không nữa. Hôm qua Kim đã lấy cái con thỏ xuống rồi cô chú anh chị. Kim làm cái vòng này treo nè. Hôm bữa Kim mua nè. Kim mua cái hoa với cái vòng đó đó về Kim gắn vô mà. Fish and chip hả cô chú anh chị? Mom, I really want to know the sausage. Đây là cá nè mọi người. Cá. Cá lăn bột chiên với này khoai tây. Chị ăn gì? Chị ăn xúc xịt đấy hả? Xúc xịt không có muối hay gì quá trời vậy? Ăn ba cái xúc xịt này không có tốt đâu con à. Với lại sữa đó nè, với lại nước uống của Kim. Chị. Ba chị cũng ăn xúc xịt với chip luôn. Khoai tây luôn. Kim không có bao giờ mà thích ăn xúc xịt hết trơn mọi người. Chị ăn thích. Chết, Kim thích ăn cá hơn. Cá nó tươi, nó ngon hơn. Chị ăn cá không? Mà cắt cho ăn miếng nè. Như đây ha. Như đây ha nè, nhìn nè. Okay. Dạ mẹ, cảm ơn mẹ. Rồi đó, con lấy đi. Lấy đi, lấy nĩa chĩa vô. Cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ ơi. Rồi con ăn đi. Cắt cái đầu kia trước kìa, cái đó cứng không cắt được. Cầm kiểu gì kìa vậy trời.